Tới Đức có trước mãi không à? Cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư à? Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. À. Giá Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thần đồng minh hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 186. Nakaha Panawasena Titika me suvichati appasada dukkha kama iti vinya yapandito. Dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trận mưa bảy báo đầy tràn, chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng người. Than ôi dục đắng khó trôi, dính rây chút ngọt vui rồi khổ thêm. Là bản dịch, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Nakahapanawasena tetikame suvichati apasada dukha kama iti vinya yapandito. Nakahapanawasena tetikame suvichati apasada dukha kama iti vinya yapandito. Nakahapanawasena Titi kame suvichati apasada dukha kama iti vinya yapandito. Dạ, con xin hát ạ. Kính mời vị tiếp theo ạ. Xin kể câu kinh Pháp Cú số 186 ạ. Na ca ha ba na wa se ra tín thi ca mê su vinh cha ti am ba sa da lu ca ca ma i ti vinh nha na ya ba li to. Nakapana wasasena titikame suvichati abbasada dukha kama iti vinyaya pandito. Dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc đó. Thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trận mưa bảy báo đầy tràn, chẳng làm thỏa mãn tâm lòng người. Than ôi dục đắng khó trôi, dính đây chút ngọt vui rồi khổ thêm. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Đức. Và cảm ơn Huynh Vát Sana đã bắt bài ạ. Và con xin gửi mít lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sức Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tăng Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài Pháp Cú số 186.
Na ca pa na wat se na tít tí ca mê su vít chá tí áp bá sa đà đúc khà ca ma ý tí vinh nhà nhá pan lý tô Na ca hà pa na wat se na tít tí ca mê su vít chá tí áp bá sa đà đúc khà ca ma ý tí vinh nhà giá pan lý tô Na ca hà pa na quát xê na tít tí ca mê su vít chá tí áp bát sa đà đúc khà ca ma ý tí vinh nhà giá pan lý tô Dầu mưa bằng tiền vàng các dục khó thỏa mãn dục đắng nhiều ngọt ít biết vậy là bậc trí bản dịch của hòa thượng Minh Châu trận mưa bảy báo đầy tràn chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng người than ôi dục đắng khó trôi rây chút ngọt vui rồi khổ thêm bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và công nhân đã ôn bài xong mến mời bàn tay của Pháp Nguồn Lào Cai. Xích Nhật Quỳnh ơi, Xích Nhật Quỳnh này đưa tay nè nha, quên bỏ tay xuống rồi. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Như Pháp, cảm ơn Trần Đạo đã cho biết tín hiệu. Dạ. Con xin được ôn bài câu Pháp Cú 186. Dạ con xin được đọc. Nakaha pan nat sắc se nat tít tít ca mê su vít cha ti ấp pa sa đà đúc khà ca ma ít tí quyền nhà giáp bàn đít tổ na ca hà bàn na quát xê na tít tí ca mê su vít cha ti áp pa sa đà đúc khà ca ma iti huỳnh nhà gia bàn đi tổ dầu mưa bằng tiền vàng nó cứ bị trôi lên dầu mưa bằng tiền vàng các dục khó thỏa mãn dục đắng nhiều ngọt ít biết vậy là bậc trí bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu trận mưa bảy báu tràn đầy chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng người than ôi dục đắng khó trôi dính dây chút ngọt vui rồi khổ thêm bản dịch của hòa giới đức ạ. Dạ con xin được kệ na ca ha pa sa se na ti ti ca me su vi cha ti a pa sa da du ca ca ma iti winya ya pandito na kaha pan na quan se na titi kame suwi chati apasada duha kama iti winya pandito dầu mưa bằng tiền vàng các dục khó thỏa mãn dục đắng nhiều ngọt ít biết vậy là bậc trí bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu trận mưa bảy báu đầy tràn chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng người than ôi dục đắng khó trôi dính dây chút ngọt vui rồi khổ thêm bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong bài câu Pháp Cú 186. Dạ con xin được vào xuống mic mời một vị khác.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Con kính lễ Phật Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Cùng quý sư hiện diện tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào. Ồn quá à? Dạ vậy thì con đọc vậy thì chắc mọi người không nghe được đâu, do chỗ con nó ồn lắm ạ. Dạ vâng, vậy thế con kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, Pháp Môn mà Quang Thanh có nghe được âm thanh như Pháp không? Quang Thanh có nghe được không? Alo, dạ, cảm ơn Pháp Môn Lào Cai. Quang Thanh có nghe được âm thanh như của như Pháp không? À, nghe. Nghe thì Quang Thanh cứ cầm đọc đi. Đạo tràng vẫn nghe được, tại chỗ Quang Thanh ồn do xe chạy thì không sao. Đừng có bỏ cơ hội, mời Quang Thanh nha. Dạ, cảm ơn Tâm Phương. Dạ, con kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài Câu Pháp Cú 186. Dạ, cảm ơn chú Bác Khán Á đã bắt bài. Naka Naka ha bằng aquat senatitika me su quick chati abat sada dukkha kama iti quỳnh nhà gia bằng gia bằng đi tù. Naka ha bằng aquat senat ti ti ca me su quy cha ti áp bát sa đà đúc kha ca ma y ti quỳnh nhà gia bằng ti tô. Dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều họ ít là bậc dịch hòa tinh đã. Con xin kể ca banh hà quan se na tích ti ca mê su quýt cha ti am bát sa đa đục ca ca ma y ti quýt nha gia ban đi tô. Na ca banh na quan se na tích ti ca mê su quýt cha ti áp bát sa đa đục ca ca ma y ti quýt nha gia băng đi tô. Trận mưa bảy báu đầy tràn, chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng người, than ôi dục đắng khó trôi, dính dây chút ngọt vui rồi khổ thêm. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con cảm ơn chú Bát Thán Á đã bắt bài. Dạ con xin xuống hết, con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ alo alo 1 2 3 4. Đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên không ạ? Alo alo 1 2 3 4. Dạ cảm ơn Như Pháp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ cô Như Pháp và tất cả quý đạo hữu. Dạ tự nhiên xin kệ kinh Pháp Cú số 186. Dạ cảm ơn ngô huynh Quách Thanh ạ. Na ca ha ba na we se na ti ti ka me wi cha ti su wi cha ti ap
Vipassada dukkha kamma iti vinnya yapan nakaha bana ve sena titti kame suvichati Vipassada dukkha kamma iti vinnya ya bandito naka bana vesena tittika me suvichati Vipassada dukkha kamma iti vinnya ya bandito dầu mưa bằng tiền vàng các dục khó thỏa mãn dục đắng nhiều ngọt ít biết vậy là bậc trí. Và thường Thích Minh Châu: trận mưa bảy báo đầy tràn chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng người, than ôi dục đắng khó trôi, dính rây chút ngọt vui rồi khổ thêm. Hòa thượng Giới Đức: dạ tự nhiên đã ôn bài xong, dạ, tự nhiên mới về cũng không biết là vị nào kệ rồi chưa nữa. Dạ bây giờ tự nhiên xin xuống mic, kính mời Như Pháp hay cô Như Pháp hay là huynh Quách Thá đi ha. Sa thu lần thầy cô tu nữ Tề Duyên. Nam mô Phật Thà Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể trình pháp cú số 186 và kính cảm ơn các quý vị cho biết nghe rõ. Nakaha panavatsena titti kamesu vichati Vipassada dukkha kamma iti vinnaya pandito nakaha pana vasena titi kamesu vicchati Vipassada dukkha kamma iti vinnaya pandito. Dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều, ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Bản dịch của Ngài Minh Châu: trận mưa bảy báu tràn đầy, chẳng làm thỏa mãn, dục tham lòng người. Than ôi dục đắng khó trôi, dính rây chút ngọt, vui rồi khổ thêm. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Tha Giá, con xin được suy. Dạ, chắc kính mời cô tu nữ, xin lạc đề, quên xin lạc đề, kính mời xin lạc đề nha. Dạ, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Ra Giá. Con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ, con không biết âm thanh con cũng rõ, dạ con xin đọc kệ 186. Nakaha Bana Quát Xê tích tí ca mê su vi cha tí appa sa da đút kha ca ma y tí quỳ nhà gia bà đi tô dầu mưa bằng tiền vàng các dục khó thỏa mãn dục đắng nhiều ngọt ít biết vậy là bậc trí. Và đã bằng dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu: trận mưa bảy sáu đầy tràn chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng người, than ôi dục đắng khó trôi, dính dày ngột vui rồi khổ thêm. Và bản dịch của Hòa Thượng cái đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, có thể là không kể được vì con đi trên đường á, con cũng tham gia một tí, là bây giờ con kính mời vị kế tiếp nè.
Dạ, xa thú kính cảm ơn Sích Tâm Hương. Mặc dù là đi trên đường cũng cố gắng mà vào để ôn bài, rất là xa thú. Dạ, bây giờ thì cũng đã tới giờ, nhưng mà con thấy Thầy Đức Minh Mẫn chưa có vào đạo tràng, nên con xin phép được ôn bài câu pháp cú kinh số 186. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp được biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính lãnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thôi, thôi con không có ôn bài, lý do đã đến giờ và sư đã vào rồi. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp cú kinh 186. Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Lệ Duyên và tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Hà Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc cả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính tư pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 187. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và Như Pháp cũng kính cảm ơn Minh Quách Tha Ná đã cho bài học. Và con kính nhân mít đến xưa. Dạ, sa thú lành thai kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Phật, thành kính đảnh lễ giáo pháp, thành kính đảnh lễ chúng tăng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào và chư Phật tử. Và kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Khi nào mà quý vị nghe âm thanh nó nhỏ lại thì mong quý vị báo để chúng tôi chỉnh lên. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú với câu kệ số 187. Trong câu kệ này chúng tôi xin được đọc qua hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi.
Rồi tiếp theo chúng ta sẽ học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Api dip be su ka me su. Đoạn thứ hai: Ratin so na thi gachati. Đoạn thứ ba: Tanhakkhaya ratto hoti. Đoạn thứ tư: Sammasambuddhasavakko. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của 4 đoạn này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên api. Api này đã có nghĩa là cũng. Rồi nó cũng có nghĩa đó là dù hay là dầu cho. Nếu mà nó ở trong cái câu thể khuyên bảo. Hoặc thể khuyên bảo, thể khả năng cách. Từ thứ hai, dip bê su là dip bá, chia theo cách thứ bảy số nhiều. Dip bá là cõi trời. Dip bá có nghĩa là cõi trời. Dip bê su mình dịch là ở các cõi trời hay là trong các cõi trời, tại vì số nhiều. Chữ dip bá này đó là bổ nghĩa cho, nó làm tính từ, nó bổ nghĩa cho chữ chữ ca má ở đằng sau, thành ra chúng ta thấy đó là chia giống nhau này. Esu. Từ tiếp theo ca mê su là ca má, chia theo cách thứ bảy số nhiều. Ca má tiếng Hán đó là dục, mà dục dịch ra tiếng Việt đó là sự mong cầu ước muốn. Mà chữ ca má ở đây đó mình hiểu là sự thu hút, sự hấp dẫn. Mà đây đó là số nhiều, thành ra mình dịch đó là các sự thu hút, các sự hấp dẫn. Rồi thôi mình dịch gọn đi là các dục. Dịch vậy bà con chúng ta nghe quen, dịch tiếng Hán. Rồi đoạn thứ hai: Dip bê su ka mê su là trong các dục cõi trời. Dục có tất cả 11 cõi. Trong 11 cõi đó mình chia ra làm 3. Là ở cõi khổ, cõi người và 6 cõi trời. Đó, thì đây dip bá chỉ cho 6 cõi trời. Chúng ta vươn sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên ratin là rati. Rati chia theo đối cách, tức là thứ hai. Rati có nghĩa đó là sự thỏa mãn, sự thỏa thích, sự thích thú. Từ thứ hai so. So ở đây đó là nhân xưng đại danh từ. Chữ từ cái nhân xưng đại danh từ tá đó xin thú vị ha. Mà ở đây đó là chia theo ngôi thứ ba số ít. Thành ra nó có cái hình thức là số. Số nhiều là tê. Số là người ấy, vị ấy, nó. Từ tiếp theo na thi gách chặt tí, đây là một hợp từ chúng ta tách ra na cộng với là a thi gách chặt tí. Na là bất biến phủ định từ, có nghĩa là không.
rồi athigacchati, 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 đây là động từ chia theo ngôi thứ ba số ít, đó, chia theo chủ từ số. Athigacchati có nghĩa là đạt được, đạt đến. Chúng ta như vậy thì na thì cách chắc tí là không đạt được, không đạt. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên tan hát khai giá rắc tô. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra, tan hát cộng với là, tan hát cộng với là khai giá cộng là rắc tô rắc tá. Rắc tá mà chia theo chủ cách số ít, thành ra nó có cái hình thức là ô. Tanh há là ái nè, khai giá là khô cạn hết. Rá tá nó đồng nghĩa với chữ rá tí ở trên. Rá tí là danh từ nữ tính, còn rá tá là danh từ nam tính. Rồi bắt đầu chúng ta mới ghép lại nè. Tanh há là ái nè, khai giá là khô cạn hết. Mà dịch theo tiếng Hán đó là tận. Rồi chữ rắc tô đó là thỏa mãn, thỏa thích, thích thú. Vậy thì cái hợp từ tanh hát khai giá rắc tô đó mình dịch đó là thỏa thích, ái tận. Ngài Ngài Hòa Thượng này dịch tiếng Hán vậy, vừa Hán vừa Việt vậy. Đó là thích thú trong sự không còn tham ái. Nếu mà dịch ra tiếng Việt là vậy. Rồi hô tí, từ cuối cùng đó, đây là động từ to be, thì là mà. Chúng ta bước sang đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo chỉ có một từ. Đoạn tiếp theo chỉ có một từ. Và đây là một hợp ra Sama Samutha cộng với là Sawaka. Sawaka chia theo chủ cách số ít, thành ra nó có cái hình thức là ô. Sama Samutha mình dịch ra là chánh đẳng giác. Sa quá cô đó là thinh văn, là người nghe. Rồi còn có cái nghĩa là đệ tử nữa. Thinh văn hay là đệ tử. Thì cái hợp từ này nè, Sama Sambuddha Sa quá cô, đó là đệ tử bậc chánh đẳng giác. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Thì xin thưa với quý vị, cái câu kệ 187 này nè, nó nối với câu kệ 186. Thành ra đó, ở đầu của cái câu kệ này mới có cái chữ api, là dầu cho. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi nữa, sư thưa quý vị ha. Thì dịch văn xuôi đó là mình sẽ bắt từ cái chủng cách ha, mình dịch lên. Để coi dịch làm sao đây. Cái này nó có hai câu ha.
nếu mà mình dịch từ câu 4 lên câu 3 này nha, thì mình dịch đó là đệ tử bậc chánh đẳng giác Khô Tí là Tăng Hắc Khay Ra Tu, là người ưa thích ái tận, là người ưa thích ái tận. Số vị ấy không đi đến hay là không đạt được rất tin sự thỏa mãn, xin lỗi mình dịch chữ áp phích trước, thôi mình bỏ áp phích cũng được ha. Không có đi đến ha, rất tin sự thỏa mãn Nip Bê Su Ca Mê Su trong các dục cõi trời. Đó, mình dịch ngược nó lên vậy đó, xin thưa quý vị. Đó là văn xuôi thì là như vậy đó ha. Rồi quý vị cũng có thể dịch từ cái câu 3 rồi lên đoạn 3 lên đoạn 1, rồi cái xuống đoạn 4 qua đoạn 3. Kiểu nào cũng được ha, miễn làm sao đó nghe cho nó êm tai. Và dĩ nhiên đó là khi mà mình dịch văn xuôi thì là chịu có bám vào từ vựng vậy. Rồi ai mà giỏi văn chương rồi đó thì mình có thể gọt lại nghe cho nó hay nữa. Câu này Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch kệ thơ năm chữ nghe cũng rất là êm tai rồi. Dạ, cũng rất là hay. Cô Như Pháp tới dịch vậy là nó thiếu rồi. Samma Sambuddhassa Vakku, đệ tử bậc chánh đẳng giác Khô Tí là Tăng Hắc Khay Ra Tu, người thỏa thích trong ái tận. Cái bắt đầu là phải. Sô vị ấy Na Thi Gách Chà Tí, không đi đến hay là không đạt, không đạt được rất tin sự thỏa mãn Đíp Bê Su Ca Mê Su trong các dục cõi trời. Như vậy đó thì là mới đủ. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 187. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về thành lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Dạ rồi, đúng rồi đó cô. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhivademi Svakkhato Phakkhavata Tham Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sanghang Namami Namastu Ratanataya Sa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý kính định là tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo, ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài thừa hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự, là mô phạm của chúng sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử.
Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại rừng Pháp Cú Kinh. Nam mô Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Câu kệ hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 187. Câu kệ này cùng với câu kệ Pháp Cú số 186 có cùng một viên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tấu Quán Á, đề cập đến một cái vị tỳ kheo không có hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh, đời sống tu hành. Dạ, nghe hơi nhỏ thì chỉnh nó to lên một tí. Rồi lên chắc cỡ 70 là được. Rồi bây giờ quý vị nghe ok chưa? Lên 10 rồi đó, 50 giờ lên 70. Alo, 1A quý vị nghe ok chưa? Alo, alo, bây giờ quý vị nghe được chưa? À, làm sao quý vị phải nghe được thì lúc đó quý vị mới có thể lãnh hội hiểu những gì chúng tôi giảng. À, thì khi đó chúng tôi mà có người nghe nè, có người lãnh hội thì cái việc giảng giải đó của chúng tôi đó mới có kết quả. Giống như mình làm sản phẩm ra thì cũng phải có người ta tiêu thụ. Nếu mà không có tiêu thụ đó thì mình đâu có thu hoạch về được cái kết quả gì, thu hoạch về được cái lợi lạc gì. Nhưng xin thưa quý vị, nói vậy đó là nói trên cái góc độ buôn bán thôi. Chứ còn đối với thiện pháp đó, đối với cái việc mà mình thuyết giảng Phật pháp này nè, thì vì rằng khi mà mình thuyết là ngay khi đó, đó thiện tâm nó cũng đã sanh khởi lên cho mình, mình cũng đã có lợi lạc rồi. Nhưng mà chỉ mới có tự lợi à, chứ chưa có lợi tha. Do vậy đó phải có người nghe, rồi nghe đó đó mà người ta lãnh hội nè. Sau khi lãnh hội xong, người ta ứng dụng vào trong đời sống của người ta, khiến cho người ta có được những cái sự tiến bộ đó. Đó, thì khi đó đó mới có lợi tha. Ủa, giờ cũng vẫn còn nhỏ hả, xin thưa quý vị? Giờ quý vị nghe ok chưa, hay là cũng vẫn còn nhỏ? Nếu mà nhỏ chúng tôi tăng thêm một tí nữa. Vậy tăng lên 90 đi. Hơi khó khăn ha. Rồi, tăng lên 90. Rồi giờ tăng lên 90 rồi đó. Lúc nãy vô ra là 50, xong chúng tôi tăng lên 70 mà cô Như Pháp nghe nói nó vẫn còn hơi nhỏ, giờ chúng tôi tăng lên 90 luôn. Dạ. Rồi, kính tri ân bà con chư Phật tử chúng ta đã cho biết là âm thanh liên tục và rõ. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào phần 2 và phần 3 của câu kệ này. Tức là chúng ta học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại tiền, có một cái vị tỳ kheo xuất gia thọ cụ túc giới xong. Bắt đầu cái vị thầy hòa thượng, thầy Upachaya, mới dạy cái vị tỳ kheo mới tu này nè, và đệ tử của mình đó, là này đệ tử hay là này con, hãy đi đến chỗ đó để học về cái học về Udana. Udana có hai nghĩa, một đó là cảm hứng ngữ, thứ hai đó là
cái danh sách bản mục lục để liệt kê ra, như là tạng kinh thì gồm có mấy bộ xin thưa chị, gồm có 5 bộ, mỗi một bộ vậy đó có bao nhiêu bài kinh, đại loại vậy. Cái thầy hòa thượng mới kêu cái vị tỳ kheo mới tu này nè đi đến ở chỗ đó chỗ đó, tức là đi đến cái vị hòa thượng kia hay là thượng tọa kia đó, để học những về những cái này. Vì tỳ kheo lời của thầy hòa thượng mình đi đến cái chỗ đó đó để mà học về giáo lý, thì cũng ngay khi đó xung thân của vị này ở nhà đó lâm trọng bệnh và muốn được gặp con của mình, và không có người đi báo tin. Xin thưa quý vị, thời đó đó cái vấn đề mà liên lạc đâu có giống giờ, giờ cần cái đó là nhắc điện thoại lên cái gọi được. Còn thời đó chưa có điện thoại đâu đâu, mà đường xá xa xôi đó thì cần phải có người đưa tin. Và nếu mình mà cái dạng tầng lớp thấp thấp ở trong xã hội đó thì mình đâu có người để đưa tin. Do đó đó, song thân của cái vị này nè không có báo tin được cho cái vị tỳ kheo này biết. Mà song thân của vị này đó thì rất là thương, thương cái vị này, cho nên đó là lúc mà gần lâm chung rồi đó, thì bắt đầu đó song thân mới kêu cái cậu em trai của mình đến và trao cho cái cậu em trai này số tiền là 100 đồng tiền vàng. Biểu đó là khi mà cháu, người cháu tức là cái vị tâm tỳ kheo này nè về đó thì đưa cho cái gì đó. Và sau khi đưa xong 100 đồng tiền vàng đó, thì song thân của vị tỳ kheo này đã quy tiên. Một thời gian sau vị tỳ kheo này trở về nhà thăm gia đình đó, thì bấy giờ cái người chú đó, mới quỳ xuống dưới cái chân của cái vị tỳ kheo này khóc than kể lễ, nói bạch ngài, vì sầu muộn do nhớ thương ngài cho nên song thân của ngài đó đã qua đời rồi. Trước khi qua đời đó, song thân của ngài đã để lại cho ngài một số tiền đó là 100 đồng tiền vàng. Vậy thì tôi sẽ phải làm thế nào đối với số tiền này? Và xin thưa với quý vị đó là lúc này cái tâm của vị tỳ kheo này nè vẫn còn khăng khít đối với đời sống phàm mạnh, tức là còn khăng khít đối với đời sống tu hành, cho nên vị tỳ kheo này mới trả lời là này chú, chú cứ giữ cái số tiền sư hay là bần tăng á, chưa có cần đến hoặc là cũng không có cần lắm đâu. Rồi vị đó trở về chùa tiếp tục tu hành. Một thời gian sau đó, khi xuất gia từ bỏ gia đình vào sống ở trong chùa này, sống đời sống phạm hạnh, nhưng mà mình không có thấy được cái niềm vui ở trong tiếng mẫu lời kinh này, không có thấy được cái niềm vui ở trong cái việc thực hành sa môn pháp, tức là tu thiền, không có thấy được cái niềm vui ở trong việc đó là nghiên cứu học hỏi Phật pháp mà thuyết giảng Phật pháp này. Thì lúc đó đó dễ dàng khởi lên cái sự chán nản. Và lúc đó đó ha, nếu thời bây giờ nè là dễ sắc dèm đi lung tung lắm, xin thưa quý vị. Chứ ở chỗ đó cảm giác như là nó bị tù túng, bị trói buộc, khó chịu lắm, khó chịu lắm. Và như vậy đó thì là cái nguy cơ đó, xin thưa quý vị. Nguy cơ đó mà hoàng tục đó rất là cao, rồi cái nguy cơ mà bị ma nó bắt đó cũng rất là cao. Đó, thành ra đây ha,
để gắn kết được ở trong cái đời sống tu hành này ha, và có thể thành tựu được một cái chi chi đó, đó ở trong đời sống tu hành đó. Thì khi mà từ bỏ gia đình xong thì bắt đầu phải có một cái sự vui thích thích thú nào đó ở trong đời sống tu hành. Ví dụ như là vui thích thích thú với việc trì tụng, vui thích thích thú với cái việc đó là nghiên cứu dịch thuật kinh sách, vui thú thích thú đối với cái việc đó là nghiên cứu giảng dạy giáo lý, hoặc là vui thú thích thú đối với cái việc đó là nghiên cứu các luật nghi đó, hoặc là vui thú thích thú đối với cái việc đó là tu thiền. Đó thì lúc bấy giờ đó, giữa mình ha với đời sống tu hành đó mới có thể hòa quyện lại thành một được. Mình mới thích tu và có thể đó là tu lâu được. Tu lâu được. Thì cái vị tỳ kheo này nè, có lẽ đó là không 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 có làm như vậy. Và vị này mới khởi lên cái suy nghĩ nè, lợi ích chi mà ta phải đi bác từng nhà để nuôi mạng sống. Ta có của mà, tức là 100 đồng tiền vàng đó đó, xin lỗi chị, 100 đồng tiền vàng đó đó nuôi mạng sống mình cũng được vậy. Thì thôi đi, hoàn tục ra đời để hưởng thụ hay là sử dụng 100 đồng tiền vàng đó. Đó xin các bác tài vị đó đó là không có muốn tu hành nữa, bắt đầu bỏ bê các cái bổn phận phận sự của mình, như là không có tụng kinh nữa nè, không có học kinh luật nữa nè, không có thiền định nữa nè, và từ từ dẫn đến đó là mòn. Chư tỳ kheo cùng với các cái vị sa di khác thấy vậy cho nên mới hỏi. Cái vị này đó cũng tình thật nói thật, nói thưa chư hiền, tôi bị cảm dục rồi, tức là tôi bị cái dục đó nó chi phối, nó ngự trị, thành ra đó là tôi muốn hoàn tục. Chư tỳ kheo cùng với các cái vị sa di đó mới đưa cái vị tỳ kheo này nè đến trình lên Đức Thế Tôn. Thì khi đó đó Đức Thế Tôn ngài mới hỏi, ngài nói này tỳ kheo, cái sự tình hay sự việc đó có đúng vậy không? Nghe nói đó là ngươi bị cảm dục cho nên đó là muốn từ bỏ đời sống tu hành. Vị tỳ kheo này trả lời là bạch ngài, đúng vậy. Cái Đức Thế Tôn ngài mới dạy tiếp, ngài nói này tỳ kheo, vì sao ngươi lại hành động như vậy? Ngươi có cái chi để làm duyên để mà nuôi mạng của ngươi không? Thì cái vị này mới trả lời là bạch ngài có. Thì ngài Đức Thế Tôn ngài mới hỏi tiếp, cái đó là cái chi? Thì cái vị tỳ kheo này mới trả lời là bạch ngài, con có được 100 đồng tiền vàng. Cái bắt đầu đó Đức Thế Tôn ngài dạy cho cái vị này nè, ngài nói được. Vậy bây giờ đó người lấy cái số sỏi tương ứng với 100 đồng tiền vàng đó đi, rồi sau đó đó người thử tính xem với 100 đồng tiền vàng đó thì người sao. Đầu tiên nè, người hãy bỏ ra một số tiền vàng để mua vật thực trước, rồi bỏ ra thêm một số tiền vàng nữa để mua bò, bỏ ra thêm một số tiền vàng nữa để mua hạt giống, bỏ ra thêm một số tiền vàng nữa để mua ắt nè, mua cày nè, mua cuốc nè, rồi bỏ ra thêm một số tiền vàng nữa mua rựa nè, mua búa nè. Thì lúc đó là người tính thử xem 100 đồng tiền vàng đó đó có đủ không. Bắt đầu Đức Thế Tôn ngài mới dạy tiếp, ngài nói này tỳ kheo,
100 đồng tiền vàng của ngươi có đó, nó ít lắm, nó quá ít luôn. Ngươi nhờ cái số tiền vàng này nè, 100 đồng tiền vàng này ha, mà tâm cầu ha, quá mãn nè, cái đời sống tại gia đó, thì không được đâu. Không được đâu. Cái bắt đầu đó, Đức Thế Tôn Ngài mới biết về vua chuyển luân vương Man Tha Tú. Man Tha Tú. Đó là vào thời xa xưa đó, vua chuyển luân vương Man Tha Tú, Ngài chỉ cần vỗ tay một cái thôi thì mưa bảy báo đó, nó đổ xuống, nó tràn ngập đến cái ngang lưng, ngang lưng đó. Ấy thế đó mà vua chuyển luân đó, đó cũng chưa có thỏa mãn. Và vua chuyển luân đó muốn làm chúa của cõi đau lợi. Muốn làm chúa luôn của cõi đau lợi. Nhưng mà vì rằng vua chuyển luân vương đó là ở cõi người mà, thì thành ra đó là giờ mình sinh sống sinh hoạt thì mình thích hợp với cái không khí địa lý ở cõi người thôi, chứ làm sao mình thích thú được với cái không khí địa lý ở cõi trời 33, cõi đau lợi đó. Thì thành thử ra đó là gì, khi vua Man Tha Tú rồi nhưng mà cũng vẫn chưa có thỏa mãn. Vẫn chưa có thỏa mãn. Nhưng mà vì do nó khác không gian, rồi là thời gian, rồi địa lý, rồi không khí vậy đó, thành ra là vua Man Tha Tú chịu nổi, cho nên nó mới mệnh chung. Dạ mới mệnh chung. Thì từ đó đó, Đức Thế Tôn Ngài mới dạy, Ngài nói đó là mặt trời và mặt trăng thì nó thường đó xoay tròn, và nó rọi sáng các hướng như thế nào. Thì tất cả chúng sinh sống ở trên cái quả địa cầu này nè, cũng thường là kẻ nô lệ cho tham ái, giống như là vua Man Tha Tú vậy. Man Tha Tú vậy. Tức là gì? Chúng sinh phàm phu đó, thì túi tham đó là không đầy. Có rồi đó là muốn có nữa. Và không có bao giờ thỏa mãn. Không bao giờ thỏa mãn. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài dạy vậy xong, Ngài mới thuyết lên một loạt hai câu kệ. Chúng ta đã học ở bữa thứ hai câu kệ 186. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ 187. Đức Thế Tôn Ngài thuyết: Api dip be su ka me su Ratin so na thi gách chát tí Tan hát khay ra tô hồ tí Samma sammut thác sa wa cô. Và câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ. Alo, xin hỏi quý vị còn nghe không? Alo, xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Dạ, kính tri ân quý vị, kính tri ân chú Quách Thanh Á đã đưa lên cái bài học. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng: Đệ tử bỏ chánh giác, không tìm mùi dục lạc, dầu là dục chư thiên, chỉ ưa thích ái diệt. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: Biết vậy, đệ tử thánh hiền, chẳng tìm thỏa thích triền miên cảnh trời, chỉ mong ái diệt mà thôi, niết bàn vắng lặng, nghỉ ngơi vẹn toàn. Và rồi có cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa: Đệ tử bậc chánh đẳng giác là người thỏa thích trong ái tịnh, không có đi đến sự thỏa thích, sự thỏa mãn trong các dục cõi trời. Đây là ba cái bản dịch tiếng Việt nè.
Rồi duyên sự chúng tôi mới vừa trình bày cho quý vị đó là những cái phần để chúng ta tham khảo, để hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật ngài dạy. Câu kệ Pháp Cú hôm nay chúng ta học là câu kệ 187, có liên quan đến câu kệ 186. 186 đó, mình xem như đó là một cái câu kệ ha, ngày ngày nói lên ha, cái túi tham không đáy của chúng sinh phàm phu. Và các dục đó đó nó có cái vị ngọt, nhưng mà nó cũng có cái vị đắng. Nó có cái vị ngọt và nó cũng có cái vị đắng. Thì mình hiểu đó, cái mặt phải đó, là tham lam, nhưng mà cái mặt trái đó là sự sân hận đó. Sự sân hận đó. Thì Samma Sambuddha Sawakko, là đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác đó, phải nhận ra được cái điểm đó. Từ cái chỗ đó đó mà không thích thú, không tìm cầu ở cái mặt phải, thì không có thích thú, không có tìm cầu ở cái mặt phải có nghĩa là gì? Là vì không có chối bỏ, không có ghét bỏ cái mặt trái, tức là không có ghét bỏ, không có chối bỏ cái sự đau khổ. Thì vì do mình không có chối bỏ, không có ghét bỏ cái sự đau khổ, hay là mình không có muốn mình bị đau khổ đó ha, thì mình cũng phải bỏ luôn cái sự thỏa mãn, sự thích thú đó. Thì cái sự thỏa mãn, sự thích thú, sự an lạc, sự hạnh phúc đó đó, dầu là an lạc chư thiên đi nữa đó, cũng bỏ. Mà để bỏ được cái đó đó thì buộc lòng phải hướng đến ở chỗ là gì? Không còn mong cầu ước muốn nữa. Không còn mong muốn trở thành ông, không còn mong cầu ước muốn có được cái này cái kia đó. Thì không còn mong cầu ước muốn đó, thì tức có nghĩa đó là phải giảm dần đến chỗ từ bỏ hoàn toàn ái hay là tham. Đó đại ý là vậy đó xin thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi mới với quý vị chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa rộng ra, để chúng ta hiểu càng rõ ràng nè, càng chi tiết bao nhiêu thì chúng ta dễ dàng ứng dụng vào trong cái đời sống của mình. Thì khi mà chúng ta có ứng dụng vào trong đời sống của mình thì khi đó chúng ta sẽ có thêm cái phước gọi là phước sống áp dụng theo lời dạy của Đức Phật hay áp dụng pháp. Ở trong cái câu kệ này đó, cái bản dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu nè, chúng ta thấy đó là ngài dịch đảo nè, quý vị thấy không? Đệ tử bậc chánh đẳng giác, tức là dịch cái từ cái đoạn thứ tư nè ha. Xong cái không tìm cầu dục lạc. Đó thì không tìm cầu dục lạc là sao? Là không tìm cầu nè, hay là không có đạt, hay là không đi đến sự thỏa mãn. Dầu là dục lạc chư thiên, điệp bê su cam bê su. Tanh hắc khai gia rô hô tí, chỉ ưa thích ái diệt. Chúng ta thấy đó là ngày dịch, ngày đảo lung tung luôn nè. Vậy thì bây giờ đó, chúng ta sẽ căn cứ theo cái bản dịch Việt của ngài Hòa thượng Minh Châu để chúng ta tìm hiểu ý nghĩa rộng và sâu của cái câu kệ này. Vậy theo quý vị đó, đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddha Sawako là ai ạ? Ở trong cái ân đức tăng bảo đó ha, thì trong đó đó
Chúng ta thường tụng mỗi ngày đó là Suppatipanno, Suppatipanno, Ucchuppatipanno, Nyayappatipanno, Sammicchippatipanno, Phagavato Sangho, Phagavato Sawakka, hay là Sawakka hay là Sawakko đó, là đệ tử Đức Thế Tôn. Thì ở đây đó, ở trong đó đó, người ta sử dụng đó là Phagavato. Thì bây giờ mình có thể thay thế cái chữ Phagavato, Phagavato đó thành là Sammasambuddha, Sammasambuddha, đệ tử bậc chánh đẳng chánh giác, hay là đệ tử Đức Thế Tôn. Thì theo quý vị đó giống nhau hay là khác nhau? Để giống nhau ha. Vì Đức Thế Tôn là ai? Đức Thế Tôn ngài có 10 cái hồng danh, 10 cái ân đức, hay là 10 cái pháp tính. Thì với những ai mà có cái pháp tính đó đó, thì mình đều, mình có thể đều đều được gọi là Phật, hay là Thế Tôn, hay là chánh đẳng chánh giác, chánh đẳng chánh giác. Thì từ cái chỗ đó đó ha, mình hiểu đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác hay là đệ tử của Đức Thế Tôn là ai? Là người Suppatipanno đó, là bậc thiện hạnh nè. Rồi là Ucchuppatipanno là trực hạnh nè. Nyayappatipanno là gì? Giữ lý hạnh nè. Rồi là Sammicchippatipanno là chân chánh hạnh nè. Thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh là sao? Mình hiểu gọn đó. Là người thực hành viên mãn con đường bát thánh đạo. Đó tức là những ai mà đã thành tựu được nè chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thành tựu như thế thứ gì? Thì khi đó được gọi là sa quả cát. Như vậy thì ở trong room của chúng ta này ha, ai ha, mà đã thực hành viên mãn con đường bát thánh đạo này thì người đó được đều được gọi là sa quả cát hết. Sa quả cát hết. Và ở trong cái đoạn ân đức tam đó đó, mới kể tiếp nữa là gì? Có tám vĩ bốn đôi. Thì bốn đôi là gì? Tu đồng đạo quả, Tư Đà Hàm đạo quả, A Na Hàm đạo quả và A La Hán đạo quả. Đây là bốn đôi. Bốn đôi này mình kể chiết ra thì thành ra là tám. Như vậy thì từ bậc thánh tu đầu quần trở lên thì mới được gọi là sa quả cát. Mới được gọi là sa quả cát. Và ở ở trong ân đức của Tam Bảo đó, tức là bài kinh Tam Bảo dài đó, thì ở trong đó có cái đoạn là gì? Thánh tám vị bốn đôi nè là những bậc ứng cúng nè, đệ tử đấng thiện thể nè, được trí giả tán thán. Xin lỗi, cái đoạn đó không không có không 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 có ấy ha, không không có dẫn chứng ở cái chỗ này được. Đây, bậc thánh tu đồng chứng tri lý thánh đế được Đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận, các ngài dù phóng dật thì cũng chẳng bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Do vậy chính Tăng Bảo là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Thì ở trong cái ân đức Tam Bảo đó, mà ân đức Tăng Bảo nè cho mình biết là gì? Khi mà trở thành bậc thánh tu đồng quần thì cái vị này này dầu cho có dễ vui đi cỡ nào nữa đó, thì cũng không có tái sanh hơn bảy kiếp. Cũng không có tái sanh hơn bảy kiếp. Mà không có tái sanh hơn bảy kiếp có nghĩa là sao, xin thưa quý vị?
khi nào mà mình còn tái sinh luân hồi đó thì theo quý vị đó có phải là mình còn ái không, mình còn tham không? À, mình còn tham, mình còn ái đó thì là mới còn ha, tầm cầu sanh y sanh thú chỗ này. Còn khi nào đó mà giảm hoặc là không còn ái hay là tham đó thì lúc đó nó sẽ không còn tầm cầu sanh y sanh thú chỗ này chỗ kia nữa. Đó mà đối với bậc tu đầu quần này nha. À, thì theo quý vị đó ha, chúng ta học vi diệu pháp rồi đó, tâm tham có tất cả là 8 tâm. À, vậy thì bậc tu đầu quần nó có diệt trừ được tâm tham nào chưa? À, xin thưa diệt trừ được hết 4 tâm rồi. Chỉ còn có 4 tâm thôi. Dạ, chỉ còn có 4 tâm thôi. À, thì 8 tâm tham mà còn y nguyên đó thì mãnh lực ha, tạo ra ngũ quẩn đó là còn nguyên. Dạ, còn nguyên, các quẩn tiếp nối sanh liên tục đằng sau này còn y nguyên. À, bây giờ đó, à, tâm tham này nè, đối với cái việc bậc tu đầu quần đó là đã diệt trừ được hết 4 tâm rồi, còn có 4 tâm thì thành ra mãnh lực của tâm tham này nè nó giảm đi chứ, nó giảm đáng kể rồi, nó giảm hơn một phần nửa rồi đó. À, nó giảm một nửa rồi đó, nhưng thật ra thì xin thưa quý vị, giảm hơn một nửa. À, thành tựu đạt được đến trình độ đó là xem như đó là ok rồi đó, là xong rồi đó. À, là đời sống tu hành đó là rồi đó. Dù đó là có đạt được cái gì, dục có dễ vui cỡ nào đi nữa đó thì cũng không có tái sanh hơn 7 kiếp. À, điều đó có nghĩa là cái gì ạ? Tham giảm gần hết rồi. Dạ, tham giảm gần hết rồi đó. À, mà tại sao đó tham được giảm vậy? À, vì rằng mình làm đệ tử của bậc chánh đẳng giác. À, làm đệ tử của bậc chánh đẳng giác. À, và nhờ làm đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác cho nên là cái gì? Mới nghe nè, mới học được con đường 37 pháp giác ngộ, hay là con đường bát chánh đạo, con đường bát thánh đạo. Từ chỗ đó đó mới tu tập, mới thực hành theo. Do tu tập thực hành theo 37 pháp giác ngộ đó, hoặc là do tu tập thực hành theo con đường bát chánh đạo hay là con đường bát thánh đạo đó đó, cho nên mới từ bỏ được 8 à, xin lỗi, 4 tâm tham. À, 4 tâm tham hợp tà, hợp tà kiến. À, chứ nếu mình không có phải là đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác thì theo quý vị đó có từ bỏ được 8 tâm, 4 tâm tham này không? Xin thưa không. Xin thưa không. Bởi sao? Chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác đó mới thuyết, mới giảng về con đường bậc thánh đạo. À, mới giảng về phương pháp cách thức thực hành để dẫn đến từ bỏ tham lam sân hận si mê. Yeah, tham lam sân hận si mê. À, chính vì vậy cho nên ở đây nè mới sử dụng cái cụm từ là Samma Sambuddha Sawaka, Sawaku, đệ tử bậc chánh đẳng chánh giác. À, và vì do ha bậc tu đầu quần này hay là các cái bậc thánh này nè, làm đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác, tu tập viên mãn con đường bát thánh đạo vậy đó, à, thì khi đó đó sẽ thấy ra được tính chất nhân quả nghiệp báo nè, sẽ thấy ra được tính chất nhân quả nghiệp báo nè, rồi gì nữa, thấy ra được tính chất vô thường khổ vô ngã, và vô thường khổ vô ngã từ cái chỗ đó đó dẫn đến là gì? Cái tính là quan hỷ nè, là thích thú, là thỏa mãn trong cái việc thụ hưởng dục lạc ngũ trần đó, nó mới giảm dần đi. À, hoặc là gì? Người ta ngao ngán sợ hãi trong cái việc thụ hưởng dục lạc ngũ trần đó. Bởi sao? À, cái mãi của dục lạc ngũ trần đó đó là cho người ta cái sự vui vẻ, sự bình an, sự thoải mái, sự hạnh phúc nè. Nhưng mà cái mặt trái đó dẫn đến cho người ta cái gì, xin thưa quý vị? Sự hụt hẫng nè, sự bơ vơ nè, sự buồn chán nè, sự tức tối nè, sự muộn phiền, sự đau khổ, sự chết chóc. Đó, mặt trái vậy đó.
À, thì các ngài này nè, thấy được cả mặt phải lẫn mặt trái. Bây giờ bà con chúng ta ở đây ha, khi mà mình cúng dường làm phước đến cho một chùa hay một vị sư nào đó đó, cái chùa hay vị sư đó đó khen chúng ta, ví dụ như quý vị là tín nữ đi, cái khen quý vị, ồ, cô là tín nữ quý Sakha tại thế. Còn nếu mà quý vị là nam, cái chùa hay là nhà sư đó, người ta nói, ồ, chú hay anh hay là bác vậy đó, là ông cấp cô độc tại thế. Quý vị nghe quan hỷ không? Quan hỷ. Quan hỷ chứ, được người ta khen mà. À, thì xin thú quý vị được người ta khen đó đó, là mặt phải nè, là vị ngọt của các dục đó. Khi mà nghe người ta khen vậy đó là mình khoái chứ, mình thích chứ. À, nhưng mà rồi sao à? Mình không còn cúng nữa đó. Thì có khen xin thú vị. Chẳng những không được khen mà đôi khi còn chê. Anh cúng lần thì được người ta tiếp đón, tiếp đãi nồng hậu vậy nè. Nhưng mà chừng 5-3 lần sau mình đến mình không cúng nữa. Đó thì có khi đó, cái sự tiếp đón đó, đó nó không còn được nồng hậu nữa. Và đôi khi đó thì còn lại ghẻ lạnh nữa. Đó thì khi đó cái cảm giác của quý vị làm sao? Có phải hụt hẫng, có phải chơi vơi không? À, đấy là cái mặt trái nè. À, thì từ cái chỗ mình không có thích thú được cái mặt phải thì, xin lỗi, mình không có chấp nhận nè ha. Đối với cái mặt trái này nè, thì mình cũng phải tỏ luôn cái mặt phải. À, tức là mình không có quan nghĩ, mình không có thích thú đối với cái việc khen đó. À, mà để không có quan nghĩ, không có thích thú, không có đắm nhiễm ở trong cái mặt phải đó, buộc lòng mình phải hiểu trên phương diện quán nghiệp báo là cái gì khiến cho mình được khen. À, và cái khen này nè, cái khen này nè, có thể là cái lợi ích của cái việc làm tốt này. Khen này nè, có thể là cái quả, và cái quả mà do nhân mình đã gieo đời trước nên đó mình mới được khen vậy nè. À, thì khi mà mình nhận ra, mình hiểu ra trên phương diện vậy thì gọi là mình nhận ra, mình hiểu trên phương diện nhân quả nghiệp báo. Từ cái chỗ đó đó mà mình sẽ không có thích thú, không đắm, không có đắm nhiễm bởi cái lời khen đó, không có thích thú, không có đắm nhiễm bởi cái người khen đó. Do vậy mình sẽ không có bị cột. À, giữa mình cái người đó nên cái việc làm hành động của mình thấu. À, rồi nữa nè, ngay lúc đó người ta khen. À, nhưng mà rồi cái lời khen đó nó đâu có tồn tại mãi mãi đâu. À, rồi sau đó là nó mất rồi. À, vậy thì cái khen hay là cái chê đó đó, nó cũng biến hoại đổi thay nè. Dạ, nó biến hoại đổi thay. Vậy thì mình đã hiểu, mình đã thấy nó ra, mình đã thấy ra ở cái chỗ nó biến hoại đổi thay. Vậy vậy tại sao mình phải cột cái tâm của mình đối với cái khen và cái chê đó? À, thì khi mà mình hiểu, mình nhận ra trên phương diện vô thường vậy đó, thì từ cái chỗ đó đó, cái tham ôm, tham giữ nè, tham chấp nè, nó cũng giảm dần dần đi. Dạ, nó giảm dần dần đi. À, thì bậc thánh tu đầu quần đó là người ta đã hiểu rõ ràng sâu sắc hơn là cái mà chúng tôi hiểu, chúng tôi phân tích cho quý vị nghe. À, từ từ cái chỗ đó đó, tham của người ta giảm, giảm ghê gớm, giảm nhiều. Dạ, giảm nhiều. Và vì do nè, tham giảm thì dẫn đến đó là sân nó cũng giảm, dẫn đến là si nó cũng giảm. À, vì do các cái phiền não này nó liên tục, nó giảm dần dần liên tục vậy đó, dẫn đến người ta sẽ hiểu ra ở một điểm. À, cứ còn khi nào mà mình còn cái con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân đây nè,
Đó, thì tất yếu là gì? Có khi mình được người ta khen, nhưng mà rồi mình cũng sẽ bị chê. À, có khi mình được thấy, nhưng mà rồi mình cũng sẽ bị thấy. À, dạ gì? Cái bị nó sẽ nhiều hơn là cái được. Ở trên cuộc đời này, xin thú vị, chỉ có vua Chuyển Luân Vương và chư Đại Bồ Tát thì mới có cái được nhiều hơn là cái bị. Còn lại đó thì đều bị nhiều hơn là được. Từ cái chỗ đó nó thành ra là gì? Phải từ bỏ, từ bỏ cái sự thích thú thỏa mãn trong việc thụ hưởng dục lạc ngũ trần. Dục lạc ngũ trần đó thì khi mà có cái sự từ bỏ thì có nghĩa là gì? Là ưa thích hay là thỏa mãn thích thú trong ái đó nó giảm dần 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 vậy. Ồ, chúng tôi giảng quên nhìn đồng hồ, giờ nhìn lại cái thế 8 giờ rồi. Thôi, chúng tôi xin được trình bày đến toàn thể quý vị bấy nhiêu ý đó, thì mong chúng ta hãy chiêm nghiệm suy gẫm để thấy ra được cái mặt phải của các dục, thấy ra được cái nguy hại của các dục, để từ cái chỗ đó đó mà bản thân của mình sao quan hành, khẩu hành, ý hành để không có bị trói buộc đối với các dục này. Từ cái chỗ đó đó, ái tham của chúng ta sẽ giảm dần dần, và đến một lúc nào đó thì chúng ta cũng có thể trở thành thánh, và rồi đến một lúc nào đó còn phải bị sanh nữa. Ước mong tất cả chúng ta đều thành tựu đến ở cái chỗ đó trong một ngày sớm nhất. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong phước báo quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiếng mong Phật. Xin hướng nguyện phần đức giảng pháp này được, xin hãy chỉ để được đồng tiếng quá an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh đã giảng bài học ngày hôm nay cho con nghe hiểu rõ, cho được sự lợi. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Dạ, thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc chúng con được phước báo. Dạ, dâng mít đến Đại Đức Tuệ Đức. Đại Đức Tuệ Đức có trước máy không? Cho con xin một tín hiệu. Dạ. Dạ, vậy là Đại Đức Tuệ Đức đã rời room. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Minh Mẫn chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng đến Đại Đức Minh Mẫn. Phawatu sapa manggalang rakan tu sapa sapa buta sapa samanu pawena sapa sangkanu pawena sawantu te cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành thụ mỹ mãn, cho được thành thụ mỹ mãn, cho được thành thụ mỹ mãn.